Là một người lính khí phách can trường, một tấm gương cho hậu thế không chỉ trong thời chiến, Vương Mộng Long sinh quán ở Hải Dương Bắc Phần. Năm 1954, theo gia đình di cư vào Nam và định cư ở Đà Nẵng, là cựu học sinh trường Trần Quý Cáp Hội An. Ông tốt nghiệp khóa 20 trường Võ Bị Đà Lạt Quai Phong, chức vụ cuối cùng là thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 82 biệt động quân. Trong những ngày cuối cùng của tháng 4, ông Kim Luân chỉ huy liên đoàn 24 biệt động trong chiến dịch triệt thổ miền Trung. Cùng với tiến quân lục chiến Châu Điên và nhảy dù thiên thần Mũ Đỏ, biệt động quân Cập Răng là lực lượng ưu tú, tinh nhuệ, được thành lập vào năm 1960 dưới thời Cụ Diệm nhằm đối phó với chiến thuật du kích chiến của phe Cộng sản. Biệt động quân như tên gọi được huấn luyện ở cường độ cao để có thể hoạt động biệt lập và cơ động ở cấp trung đội, đại đội và cao nhất là tiểu đoàn trên khắp các chiến trường, từ rừng núi hoang vu cho đến vùng đầm lầy nước động. Biệt động quân còn được tung vào chiến trường vùng 2 của vực Tây Nguyên để tam sát tại biên giới Việt Miên Lào, cửa ngõ xâm nhập của binh đội miền Bắc. Trong lực lượng đó, tiểu đoàn 82 được cho là thiện chiến nhất dưới quyền chỉ huy mưu lược dũng cảm của thiếu tá Vương Mộng Long. Đời ông lấy núi rừng Tây Nguyên làm nhà, in từng dấu chân trên các địa danh Đắc Tô, Pleimer. Từng lập nhiều chiến công, gây nhiều tổn thất cho đoàn quân thiện chiến nhất của miền Bắc, sư đoàn 320. Đến nỗi, đoàn quân này được lệnh né tránh đối đầu với thằng Hai Nâu, tên gọi riêng dành cho tiểu đoàn 82 biệt động quân của thiếu tá Long. Biệt động sát khi vang lên khắp núi rừng là khẩu hiệu của đoàn quân mỗi khi xung trận, từng làm bạc vía đối phương bởi lối đánh bất ngờ, mai phục sẵn, nhất là giả chiến đánh vào ban đêm. Trải qua 10 năm binh nghiệp, hầu hết là vui với gió núi mưa rừng, vài lần bị thương phải đại phẫu. Thiếu tá Long là một sĩ quan tài giỏi can dạ kiên trung, người đã dẫn dắt tiểu đoàn 82 biệt động quân thành một lực lượng tinh binh mà đối phương cũng phải nể trọng. Vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, tháng 4 năm 1975, tiểu đoàn 82 biệt động quân tham gia trận đánh cuối cùng ở Long Khánh dưới quyền chỉ huy của thiếu tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh. Đây là trận đánh long trời lở đất, thương vong nặng nề cho cả hai bên. Tiểu đoàn 82 biệt động quân chỉ còn vỏn vẹn 10% quân số. Bù lại, họ gây tổn thất kinh hoàng cho toàn quân miền Bắc. Hàng chục xe tăng bị bắn hạ, hàng ngàn bộ đội phải bỏ sát khi chiến thắng chỉ còn tính từng ngày. Cuộc chiến này không hề uổng phí, nhờ đó mà thủ đô Sài Gòn có thêm thời gian để di tản. Máu của những người lính đổ xuống cho nhiều người khác được an toàn ở một khung trời khác. Sự hy sinh thầm lặng này ít được nhắc đến, nhất là nó thuộc về những kẻ bại trận. Cũng như số phận của bao người anh em chiến bại khác, thiếu tá Long trải qua 13 năm tù đài ở núi rừng phía Bắc. Ông từng vượt trại hai lần nhưng đều bị bắt lại. Cứ mỗi lần đó, ông bị những đòn thù tập thể bằng gậy gộc, bắn súng, thân thể nát nhừ và sau đó là một thời gian dài biệt giam. Có lúc ông chỉ còn là một bộ xương 30 kg. Ông bị liệt vào danh sách những kẻ nguy hiểm cần được chăm sóc đặc biệt cũng vì thành tích vượt trại này. Ấy vậy mà ông vẫn sống, kiên gan với tù ngục, luôn khí phách và hiên ngang dù trong hoàn cảnh rất dễ đánh mất lòng tự trọng của mình vì luôn phải sống trong tình trạng đói kém. Năm 1988 ra tù, ông sống lăn lóc bụi đời, phụ vợ nuôi con, từng chạy xe thồ, từng đi đào vàng ở vùng Lâm Đồng, thượng nguồn Đồng Nai. Ở đây có một lần vì binh vực một cô gái mà ông bị tên du thủ du thực tấn công. Nhưng hắn đã không coi ngài, chỉ cần vài kỹ năng cận chiến của một biệt động quân, cùng vài đòn roi bình định từ chiếc đòn gánh. Trong phút chốc, tên du thủ to như con bò mộng đổ vật xuống, trống lên đau đớn và xin tha mạng. Năm 1993, thiếu tá Long sang Mỹ. Ở độ tuổi 60, ông vẫn trở lại chốn học đường để lấy bằng cử nhân, dù phải làm việc toàn phần cho cuộc sống mưu sinh ở miền đất mới. Tình cờ nơi đây, University of Washington thuộc tiểu bang Washington, dù là nơi chốn học thuật thanh bình không còn tiếng súng, ông vẫn phải can dự vào một cuộc chiến không kém phần khốc liệt, cuộc chiến giành lại sự thật nhân phẩm cho người lính Việt Nam Cộng Hòa. Trong năm học đó, thiếu tá Long tham dự một lớp lịch sử chuyên sâu về mối quan hệ Mỹ-Việt. Thật không ngờ nơi đây, ông hàng ngày phải nghe những lời trao giảng chối trả từ giáo sư Dan, một tay thiên tả thứ thiệt, từng tham dự biểu tình phản chiến, góp phần vào sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam, luôn tin vào sách vở, báo chí dòng chính thống, vốn chỉ cho thấy một nửa sự thật. Lính Mỹ và quân đội miền Nam dưới cái nhìn của Dan là những kẻ xấu xa ác độc, còn miền Bắc là những kẻ nhân từ, chỉ mong muốn điều tốt đẹp cho đất nước. Bằng công sức tra tìm tài liệu, trình bày một cách mạch lạc công tâm, cộng thêm là một nhân chứng sống với 10 năm chinh chiến, 13 năm tù đài, thiếu tá Long đã đánh gục giáo sư Dan. Cuối cùng, ông chỉ còn biết âm mặt than trời, vậy là bao nhiêu năm qua tôi đã trao giảng những điều dối trá, do chịu ảnh hưởng từ bọn truyền thông bất lương.
Ngay cuối khóa học, giáo sư Dan gặp và nói với thiếu tá Long rằng ông đã thắng một trận đánh vẻ vang, lập một thành tích lớn dù không hề có tiếng súng. Vương Mộng Long, vị sĩ quan và bị Đà Lạt văn võ song toàn, mưu lược dũng cảm, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 82 biệt độc quân lực danh một thời, người tù bất khuất suốt 13 năm trường nơi chốn rừng thiêng nước độc. Ông, một người lính hào hùng trong chiến tranh, một tấm gương hiếu học vượt khó thời bình, toát lên cùng một nhân cách cao cả. Không những thế, ông còn là một người bút tài hoa ít được biết đến. Dù thời gian có phôi pha mọi điều, ký ức chiến tranh với ông gần như còn nguyên vẹn. Ông còn nhớ từng cái phút mắt đưa tiễn người lính của mình, hay một nửa viên đường quý giá của các chiến hữu lén lút chia nhau thời tù tội. Và cứ thế, ông để cho những câu chuyện ấy tuôn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, với nét bút khẳng khái, cương thường nhưng thật lôi cuốn. Cũng vào thời điểm tháng 5 năm 1975, khi đang ngồi nhà, quắt khoải chờ đợi những đồn thuộc giáng xuống, bỗng có một xe quân đội cách mạng lâm thời đến đậu trước căn nhà của ông trong một con hẻm ở quận 2. Người bước xuống xe vào nhà chính là ông thượng tá quân đội Bắc Việt, một trung đoàn trưởng của sư đoàn 320, từng là kỳ phùng địch thủ ở chiến trường Tây Nguyên. Vì mến mộ tài năng nên đã cắt công tìm kiếm, dù chỉ để biết mặt và gửi một lời trang trọng đến thiếu tá Long như tư cách của hai vị chỉ huy ngoài mặt trận. Hôm nay, cuộc chiến đã qua gần nửa thế kỷ, người lính Việt Nam Cộng Hòa những kẻ chiến bại, nếm đủ mọi đắng cay khổ nạn từ mọi phía, bị đày đọ từ thể xác đến tinh thần. Nhưng từ đống tro tàn ấy, không khó để nhận ra nhiều viên ngọc lấp lánh, những tư cách sáng chói cao cả, mặc kệ bao nhiêu đòn thù, để lại cho hậu thế những tấm gương can trường bất khuất, trong đó có thiếu tá Vương Mộng Long. Từ một nơi nào đó trên đất Mỹ, xin tiên sinh nhận của kẻ hậu sinh này một vòng tay cung kính và ngưỡng mộ. Mong một ngày có đủ duyên diện kiến để nghe thêm nhiều câu chuyện bi hùng của một thời chiến tranh tàn khốc.